Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người lại quay trở lại với xem bóng đá là có tiền. Thì hôm nay mình sẽ không nhận định về kèo đấu mà mình sẽ gửi đến tất cả mọi người cái kết quả bốc thăm của vòng 1/16 các bạn nhé. Vòng 1/16 Champions League mùa giải 2019-2020. Vâng, thì ở cái kết quả này không có nhiều cặp đấu đáng chú ý lắm. Vâng, thì trong nhóm hạt giống của chúng ta thì gồm sẽ có là 8 đội nhất bảng, đó là Barcelona, Bayern Munich, Juve, Liverpool, Man City, Paris Saint-Germain và Valencia. Vâng, 8 đội đứng thứ hai thì là những đội nhì bảng của các bảng còn đấu còn lại. Và đây là kết quả bốc thăm của vòng 1/16 này. Vâng, trận đầu tiên thì đó là trận giữa Dortmund và Paris Saint-Germain. Vâng, thì trận đấu này thì hai đối thủ gần như là không còn lạ lẫm gì nhau nữa, khi mà ở các giải đấu thì họ đã chạm trán nhau rất là nhiều lần rồi. Trận đấu này thì nếu như xét về cục diện và hiện tại thì Paris Saint-Germain đang được đánh giá cao hơn Dortmund. Trận đấu thứ hai được đánh giá là cân sức hơn thì đó là trận đấu giữa Real Madrid và Manchester City. Real Madrid trong thời gian hiện tại thì đang có một đội hình trẻ cùng kết hợp với lại những ngôi sao đang thi đấu khá là ổn định. Manchester City thì cũng đang thể hiện khá tốt. Hiện tại thì Manchester City đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng sắp của ngoại hạng Anh. Còn Real thì hiện tại đã đang vươn lên vị trí đầu bảng rồi. Trận đấu thứ 3 đó là trận đấu giữa Atalanta và Valencia. Vâng, trận đấu này thì được đánh giá là khá là cân khi mà cả Atalanta và Valencia thì đang có một phong độ thi đấu ở C1 cũng khá là ấn tượng. Và để đánh giá hai đội tuyển, hai câu lạc bộ này thì là 50-50 mà thôi. Vâng, cặp đấu đáng chú ý tiếp theo đó là trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid. Vâng, Liverpool năm nay liệu họ có tiếp tục để giành chức vô địch được Champions League nữa hay không? Thì hiện tại Liverpool đang xuất sắc với 49 điểm sau 17 vòng đấu ở ngoại hạng Anh và vững vàng trên ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh. Trận đấu tiếp theo nữa thì đó là trận đấu giữa Chelsea và Bayern Munich. Vâng, Chelsea trong thời gian gần đây thi đấu khá bết bát khi họ có những chuỗi trận thi đấu khá là tồi tệ và không có được nhiều chiến thắng lắm. Nhưng gần đây thì họ đã quay trở lại và thi đấu khá là ổn định. Còn về phía Bayern thì cũng đang rất là chập chờn. Trận đấu này thì cũng được đánh giá là khá là cân sức. Trận đấu tiếp theo đó là trận đấu giữa Lyon và Juve, một trận đấu dễ thở cho các cầu thủ Juventus khi mà chỉ phải đón tiếp một Olympic Lyon. Nhưng cũng không thể nói trước điều gì khi mà đây đã là vòng 1/16 của UEFA Champions League rồi. Tất cả những cái điều không thể thì chúng ta có thể xảy ra. Vâng, một cặp đấu mà khá là hay nữa thì đó là cặp đấu giữa Tottenham và Red Bull Leipzig các bạn nhé. Vâng, Red Bull Leipzig thì trong thời gian vừa qua đang xuất sắc đứng ở vị trí thứ 2 Bundesliga, chỉ đứng sau Mönchengladbach. Và ngược lại với họ thì Tottenham trong thời gian gần đây thi đấu khá là bết bát và không có được cái vị trí cao ở trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Thì đây cũng sẽ là một trận đấu rất là cân ở cái vòng này. Và trận đấu cuối cùng của cái vòng 1/16 đó là trận đấu giữa Barcelona và Napoli. Vâng, thì Napoli đang là một đội bóng có vị trí thứ 3 ở trên bảng xếp hạng của Serie A. Còn về phía Barca thì đã có một trận hòa đáng tiếc. Vừa rồi thì họ đã nhường cái vị trí đầu bảng cho Real Madrid. Vậy là 8 cặp đấu của chúng ta thì mình đã điểm qua. Và đây là sơ qua về 8 cặp đấu. Vâng, thì trận đấu có thể nói là đáng xem ở trong vòng này thì đó là Real Madrid gặp Man City, Dortmund, PSG. Trận đấu giữa Chelsea và Bayern Munich cũng khá là hay. Và cái trận đấu là Napoli gặp Barca. Vâng, khá là ổn. Vâng, tóm lại là đã vào đến vòng này thì tất cả các đội đều đang có rất nhiều cái động lực để họ tiếp tục có thể vẽ nên câu chuyện cổ tích của mình. Vâng, liệu rằng thì năm nay các cầu thủ Liverpool sẽ có tiếp tục chứng tỏ được cái duyên của mình với lại Champions League nữa hay không?
Anh em hãy cùng theo dõi những trận đấu sắp tới và hãy luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh của mình bằng một cách là like, share và đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video lần sau.